cuộc đua lấy lòng Trump của các ứng viên phó tổng thống. Nhiều chính trị gia Cộng hòa đang ra sức chiều chuộng Trump và tỏ ra hữu ích với ông, hy vọng được chọn làm ứng viên phó tướng cho cựu tổng thống. Khi Jeje Vance xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình CNN vào khung giờ vàng tuần trước, ông có lẽ chỉ hướng đến một khán giả duy nhất. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc trở thành cấp phó cho ứng viên tổng thống Donald Trump hay không, Vance đã ra sức bảo vệ Trump. Ông thậm chí hạ thấp tính nghiêm trọng của cuộc bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021, dù phó tổng thống Mike Pence khi đó đã buộc phải sơ tán khỏi tòa nhà quốc hội vì những kẻ quá khích kêu gọi treo cổ ông. Chúng ta đổ lỗi cho Donald Trump về mọi điều tồi tệ của nền dân chủ Mỹ ư, Vance nói. Tôi nghĩ đó là điều vô lý. Vance và hơn 10 chính trị gia đảng Cộng hòa khác gần đây xuất hiện tràn ngập trên mạng và các kênh truyền hình, với mục tiêu cuối cùng là trở thành ứng viên phó tổng thống bên cạnh Trump. Cuộc đua đang ngày càng nóng lên. Hôm 5 tháng 5, một số ứng viên phó tổng thống, như Thượng nghị sĩ bang Arkansas Tom Cotton, Thống đốc bang Bắc Dakota Doug Burgum, Thượng nghị sĩ bang Florida Marco Rubio, Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Tim Scott và Hạ nghị sĩ bang New York Elise Stefanik đã đồng loạt xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Trump tuyên bố sẽ chưa chọn phó tướng cho đến khi gần đến Đại hội Toàn quốc Đảng Cộng hòa diễn ra vào ngày 15 tháng 7 tại Milwaukee, Wisconsin. Tuy nhiên, nhóm của ông đã bắt đầu sàng lọc các ứng viên tương lai. Danh sách những người đang được xem xét còn dài và cựu tổng thống cũng tự mình thêm một số cái tên mới vào danh sách, theo hai nguồn tin giấu tên hiểu rõ về quy trình. Giới quan sát đánh giá cuộc đua gấp rút đang diễn ra cho thấy các ứng viên phó tổng thống đảng Cộng hòa đang tìm mọi cách để gây ấn tượng với Trump và nhóm cố vấn của ông như thế nào. Cựu tổng thống Mỹ và các trợ lý hàng đầu của ông cũng đang dõi theo những gì họ làm. Theo một cố vấn thân cận với Trump, cựu tổng thống sẽ xem những ứng viên này có thể hỗ trợ cho chiến dịch tranh cử của ông ra sao, cách họ trả lời phỏng vấn, có quan điểm ủng hộ hay phản đối tổng thống Joe Biden, cũng như cách họ quyên tiền và mở rộng mạng lưới nhà tài trợ. Một số nguồn tin am hiểu vấn đề còn cho biết Trump cũng xem xét các ứng viên cho những vị trí tiềm năng khác trong chính quyền nếu ông giành chiến thắng cuộc bầu cử vào tháng 11. Khi ứng viên phó tổng thống xuất hiện tại những cuộc vận động tranh cử của ông, Trump sẽ quan sát họ thể hiện như thế nào với tư cách người hỗ trợ ông và cách đám đông phản ứng. Một số ứng viên phó tổng thống tiềm năng nhất đang rất chăm chỉ thể hiện và tôi chắc chắn rằng Trump và nhóm của ông ấy đang dõi theo. Steve Witkoff, bạn thân của cựu tổng thống, giám đốc điều hành công ty bất động sản ở Florida, cho hay họ sẽ tạo ra được khác biệt lớn nếu có thể giúp Trump quyên tiền hay dám mạo hiểm thực hiện những việc khó như tiếp cận cử tri hoặc tham gia phỏng vấn trên truyền hình. Trump, người trở nên nổi tiếng toàn quốc nhờ đồng sản xuất và dẫn chương trình thực tế ăn khách, người tập sự của kênh NBC, lâu nay vẫn luôn coi trọng cách các ứng viên thể hiện trên sóng truyền hình. Cựu tổng thống cùng nhóm của mình đang đánh giá kỹ lưỡng xem ai đang bảo vệ ông trong các cuộc phỏng vấn khó khăn trên những nền tảng truyền thông được cho là kém thân thiện. Hôm 5 tháng 5, Thượng nghị sĩ Scott đã nhận được lời khen ngợi từ các trợ lý của Trump sau khi xuất hiện trong chương trình Meet the Press trên kênh NBC. Giống như Vance, ông luôn kiên định với lập trường bảo vệ cựu tổng thống. Khi liên tục bị yêu cầu giải thích lý do Trump từ chối cam kết chấp nhận kết quả bầu cử năm 2024 và liệu ông có làm như vậy hay không, Scott đã trả lời rằng chính câu hỏi này là lý do nhiều người Mỹ tin NBC là một nhánh mở rộng của đảng Dân Chủ. Tôi đã nói những gì cần nói và tôi biết người dân Mỹ, tiếng nói của họ sẽ được lắng nghe. Tôi tin Trump sẽ là tổng thống tiếp theo của chúng ta, đơn giản vậy thôi, ông nhấn mạnh. Thống đốc Burgum cũng tham gia một chương trình phỏng vấn vào cùng ngày để bảo vệ cựu tổng thống. Khi người dẫn chương Jake Tapper của CNN thúc ép ông bình luận về phát ngôn từ Trump rằng đảng Dân Chủ sử dụng phúc lợi như một cách để thu hút phiếu bầu, Burgum khẳng định tổng thống Biden đã mua phiếu bầu bằng đề xuất giảm nợ cho sinh viên. Những gương mặt khác gần đây xuất hiện trên truyền hình cũng được coi là đang tranh giành cho vị trí phó tướng của Trump, còn có cựu bộ trưởng phát triển đô thị và nhà ở Ben Carson, đồng minh trung thành lâu năm với Trump, và hạ nghị sĩ Florida Byron Donan. Trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 2, Donan, một nghị sĩ da màu, đã bảo vệ cựu tổng thống trước những lời chỉ trích mà ông phải đối mặt khi nói rằng cử tri da màu thích ông vì ông bị truy tố hình sự. Một số ứng viên tiềm năng lại tạo ấn tượng bằng cách hỗ trợ gây quỹ, ưu tiên quan trọng khác của Trump. Burgum,
Triệu Phú từng điều hành công ty công nghệ, đã tổ chức các cuộc họp gây quỹ và kêu gọi nhà tài trợ đứng về phía cựu tổng thống. Vivek Ramaswamy, doanh nhân công nghệ sinh học giàu có, đã giới thiệu Trump với các nhà tài trợ ở thung lũng Silicon và Texas. Ramaswamy cũng hoạt động tích cực trên truyền hình và podcast. Số khác đang cố gắng tạo ra khác biệt bằng cách công kích Tổng thống Biden. Cuối tuần qua, Cô Tông và Rubio đã xuất hiện trên các chương trình sáng chủ nhật để chỉ trích người đứng đầu Nhà Trắng về cách ông xử lý các cuộc biểu tình của sinh viên trên toàn quốc liên quan đến xung đột Gaza. Cả hai đều được đội ngũ của Trung hoan nghênh. Stefanik trong khi đó trở thành người chỉ trích mạnh mẽ các cáo trạng hình sự mà Trung đang phải đối mặt. Hạ nghị sĩ New York đã nộp một số khiếu nại về đạo đức nhắm vào những công tố viên giám sát các vụ án. Trung đến nay vẫn chưa có bất kỳ động thái công khai nào về việc lựa chọn cấp phó cho mình. Nhưng tại một buổi họp mặt các nhà tài trợ do Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng Hòa tổ chức ở Palm Beach gần đây, ông đã mời một số ứng viên lên sân khấu cùng mình và khen ngợi họ. Các ứng viên phó tổng thống đều đang làm việc chăm chỉ bằng cách giúp quyên tiền, đẩy lùi những câu chuyện sai sự thật trên truyền thông và kết nối với cử tri trên khắp đất nước. Nhà đầu tư John Paulson, bạn thân của cựu tổng thống Trump, cho hay: Tổng thống và nhóm của ông ấy rất biết ơn vì tất cả nỗ lực của họ. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.